Mày nói ta là bán nước, là phản động. Việc đó còn ăn thua tại khắc lâm nguy, ai cầm súng ai thì không. Mày nhiệt tình nhưng mà thiếu hiểu biết thì là phá hoại. Và ta lại rap một bài nữa để cho rap miền Nam bá đạo. Nếu nhạc tao nó là không chọn ngoài để được nghe nó, để được hiểu nó, thì việc đéo gì tao phải nghe mày biết đến ai đã làm nó. Còn chuyện tướng làm sai thì ai chịu? Đương nhiên là tao chịu, nhưng không phải vì thế mà tao từ bỏ cái chuyện này đâu. Lăng mạ tao mà nghe lời bóp méo từ mấy thằng phản thì thật ra thì nó giống lăng xê. Tao đã bỏ ra gấp 10 lần cái số 100 đó thì đã sao? Quan trọng là tao làm được những gì tao muốn, còn mày thì không có gì ngoài lòng tham. Và cơn ác mộng đầu đời của chúng mày là đây, chỉ đơn giản là mực và giấy cùng với ca từ nhịp beat mà thôi. Tỉnh dậy vẫn còn phải sợ hãi một giấc mộng đẹp cho đến cuối con đường. Giữa không gian vô hướng, nhìn thấy bản chất của chân tôi. You're dreaming. Không thể nào. What? What? When? Is this so? Thank God. Sẽ tặng cho mấy thằng ái mái tóc dài được biếu luôn cài hoa. Lại một người con miền Nam tài ba đêm nay viết lên bài ca. Điểm nhất của mày cũng là những thứ mà tao đã xài qua. Đơn độc với lý lẽ cồn, ôi nghe sao mà hài quá. Đam mê còn đéo giữ sông mà cứ thích bàn chuyện giữ nước giữ nhà. Đâm bàn chính trị vào trong âm nhạc, tao tặng mày hai chữ là thằng tồi. Mày đang gắn cái mác phản động cho con người cộng sản nhà nòi. Lúc tao học lý luận chính trị chắc mày đang còn tập cái thói học đòi. Nhạc tao chất từ trong ca từ mà mày mong có tất cả ở trong đó rồi. Trận này mà lũ cóc nhái muốn làm cậu ông trời coi bộ là hơi khó rồi. Tao soi thấu tâm can đồng tiền trong mày mới là trên hết. Vậy thì không dọn dẹp mày đi, bao giờ việc rap mới lại có mùa xuân. Tao chỉ muốn nói một chút tâm ý thâm thúy với mày đơn giản là cộng lại tất cả tụi mày lên và căng chỉ biết đi chửi sản nhà. Còn có mái con người ai mà lại chẳng phải yêu thương giống nồi. Sống phát lát mà cái kiểu như mày thì thà một dao để cho kết đời. Máu của mày sẽ kết thêm cho anh em tao được dài thảm đỏ. Da của mày tao sẽ khắc lên đó 14 chữ vàng. Tao là cộng sản nhà nội sống đời máu đỏ da vàng Việt Nam. Nhắc lại lần nữa, tao là cộng sản nhà nội sống đời máu đỏ da vàng Việt Nam. Cứ coi tao là thằng phản động ok, vì tao phản lại những hành động của mày. Cứ coi tao là thằng phản cộng ok, vì tao phản lại phép cộng tạp nham của mày. Cũng thật là khó cho mày vì phải đụng phải thể loại nhạc vải đạn thế này. Nhưng không sao, cũng phải tới lúc mày biết trời cao đất dày là đây. Việc đẹp vẫn tồn tại dù bao lâu nay. Xin đã chôn xác những lũ chó vẫn còn đâu đây. Sau đây ta không biết nên làm gì. Cầm kỳ thi họa thì cũng dễ giúp thầm thầy không làm thầy. Nó đã sống được quá lâu với cắt vẫn quá. Sao thích chưa cạc vào má nhau rồi hóa ra đá. Từ từ mày quá tha hóa biến đi. Không phải cả trước khi bị đá ra nhá. Và đây là tuyệt tác à không. Vậy một chút tâm sự cơ lũ chó xàm lông. Ngôi vương mày tự tạo dáng nhưng mà vốn căn bản bạo phát bạo tàn. Tao dạo màn đầu mà từng thằng nhăn nhó như bộ mặt vênh váo sẽ có ngày băng bó. Nhắc cho mày nhớ gì với tụi mày là khắc tinh bắt năm phân biệt chưa chắc như cậu chắc tin. Tao nói đơn giản dễ hiểu gần gũi thực tại không bao giờ mà cao siêu. Đã dạy mày phần mày skill kêu biết không biết là bao nhiêu. Bên vực đủ đều nhưng rồi nhận lại là một vài nhát dao lam. Cả vườn trái cây tao cũng làm cho hết chứ một cái xin lỗi tao cam. Không buồn không cười không khóc, không cảm thấy cái mệt trong người công cốc. Không vui là chắc có cần nói làm gì đâu mẹ công tác vắt nước chảy nhựa. Game mày tao chơi cái một lên mặt một cái là tao đã ra sâu. Thằng này mày muốn phá tao không tỉ hiềm với tao. Đúng là quá hao công mày cái sống qua làm tương lai mày hóa lao câu. Thấy giống giống sao hà không biết xóa sao ta. Thôi kệ để lại không cần nêu tên vì nó cũng đã quá bao la. Đây là ngôi nhà thôi mà làm ơn đừng coi là bệ phóng. Những thằng cặc như mày mới đang phá dần đi cả hệ thống. Mày thích trên cơ bắt học tù tú mở miệng lung tung thật là ung dung. Cơn mưa
mưa đầu mùa đã qua trượt mất bố cục rối loạn thì cũng lủng củng. Và năm câu cuối xế dọc đầu ngữ vận não nhận ra sẽ thấy liên kết. Đủ má thằng lồ mới dồn lên não mà đã quá chán đời thì tao khuyên chết. Mẹ đi cho xong kiếp chó phản chủ bán bổ tượng đài. Mày ngon lắm muốn đi thì cút vậy sao bản hiệu mày vẫn cứ mượn hoài. Tao lê xoài mít là cái thứ đồ cúng cho mày khi thằng đen thượng đài. Đêm này tao chơi trước mày ba bước muốn xoáy tao hả mày sao phải trượt dài. Chuyện gì dài đầu vẫn sau cả một thế kỷ. Một thế kỷ. Mấy thằng internet gangster sẽ cứ muốn so sánh từ tao thế nhỉ. Cứ nghe đi rồi xếp hàng, vì thằng nào nó cũng có phần. Và ân huệ của tao cho chúng mày là hy vọng được tắt dần. Lấy chùa mà còn thiên vị chúng mày đúng là loại vô ơn. Cao của mọi đất mày cũng chỉ có vậy thôi không hơn. Nhạc của tụi tao vẫn vang xa dù mày có phong tỏa. Đừng có biển mà xâm lòng với những lý do không thỏa. Anh em tao tặng free cho chúng mày cũng khá nhiều view. Không có tụi tao chúng mày chỉ sống với rác rưởi điều hiu. Khó trách mày sợ làm cho chó nó phần tí. Cũng chỉ là loại kiếm tiền giá đất cho cần tao bận. Khi tụi tao làm một bài nhạc là làm cho đáng một lần viết. Để khi fan bấm like nó không phí một lần nghe bữa rài. Chúng mày đang làm gì? Đang làm dáng và tạo nét để đến AC to write. Mày yêu Việt Nam chỉ quan ba tức lưỡi với những câu từ không ý nghĩa với những con đĩ và tiền. Còn mày thấy quê hương trong tao từ khởi đầu của bài nhạc như dòng chảy lưu loát cả tâm hồn và thể xác. Bằng cách tao khoác đam mê một cách mộc mạc lên trên mình. Không xa hoa, không hào nhoáng, không eo lã mà chân tình. Bỉ vỏ đó là thứ mà mày muốn có từ người nghe. Lũ khỉ gió có giỏi thì mỏi cá từ tay tao nè. Bây giờ anh em tao nghe từ thằng cốc nhái đến thằng cầm đầu. Khuyến mãi cho con đĩ ba ca luôn một cái đầm bầu. Căm học và dưỡng thai giờ quay lại làm màu. Điểm nói chung của chúng mày sau bài này là cái hầm cầu. Mày sống được bao lâu khi mà tụi tao vẫn còn đây. Là cùng gây sóng gió đêm nhạc thực thụ vẫn còn bay. Cũng còn may chờ chưa cho rưu rắp biển đến cái ngày tận diệt. Tụi tao vẫn dành thời gian cho mày dù dạo này bận việc. Tụi mày sống được bao lâu khi mà tụi tao vẫn còn đây. Là cùng gây sóng gió đêm nhạc thực thụ vẫn còn bay. Cũng còn may chờ chưa cho rưu rắp biển đến cái ngày tận diệt. Tụi tao vẫn dành thời gian cho mày dù dạo này bận việc. Thằng đang tự kiêu hãnh là mình đã rap từ lâu. Nhưng nhìn kệ đi con trai tao còn ngán mày đâu. Biết ngày tháng dài lâu thôi thì mày ráng mày râu. Trên sàn đấu của tao đến khi nào chán tao bán mày sâu. Đâu cần đàm phán vì nhằm chán là làm láng tất cả. Khi trời sáng vất vả đưa linh hồn quay về ngày tháng. Ù đâu cùng nhau chia sẻ những tuồng sau chia rẽ. Có bắt đầu sẽ có hồi kết cái chết ở vỉa hè. Nhưng khoan quên lại những giờ phút vinh quang. Lúc đang tên real rap sẽ có một lúc minh oan. Những lúc binh loạn anh em phất cờ chính đáng. Khoác lên mình chiếc áo tôn màu của những người lính tráng. Chiến tranh luôn dính dáng và đức tin là tình bạn. Đời vẫn muôn hình dạng nhưng không đủ nước cho bình cạn. Sẵn sàng bỏ nghìn vàng để giải quyết những tình trạng. Thì mong một ngày mọi người lại ngồi chung bàn. Tụi mày sống được bao lâu khi mà tụi tao vẫn còn đây. Là cùng gây sóng gió đêm nhạc thực thụ vẫn còn bay. Vẫn còn may chờ chưa cho rưu rắp biển đến cái ngày tận diệt. Tụi tao vẫn dành thời gian cho mày dù dạo này bận về. Tụi mày sống được bao lâu khi mà tụi tao vẫn còn đây. Là cùng gây sóng gió đêm nhạc thực thụ vẫn còn bay. Vẫn còn may chờ chưa cho rưu rắp biển đến cái ngày tận diệt. Tụi tao vẫn dành thời gian cho mày dù dạo này bận về. Dạo này bận thiệt. Nhưng một khi đã chiến thì không bao giờ mà cự tuyệt. Nói nhiều có lẽ không cần thiết, vì bây giờ cũng đã tới lúc hành quyết. Yeah. You know who is it? Family Production 2Z13 ICAKTT featuring Black Mothers. Xong quyền sao? Nãy giờ thỏa mãn chưa? Rồi, đánh tiếp, cuối đi, xuống nhà. Trong cuộc chiến này chắc đôi tao mới có thể làm ra những khải hoàn khúc. Còn chúng mày suốt đời chưa có thể cắn bút mà nghe đoạn Nguyễn Hồng ca. Những chuyện đầu ra đầu vào bài nhạc vẫn đéo có ra cái lồn gì mà cái tính xôn xao ồn ào. Nếu cuộc diện đã thế thì ta phải đưa cái chuyện nực cười này vào điển tích của rap Việt. Theo một cách khác biệt còn cả chất tuyệt mà chúng mày thường nghe. Không phải một trong trăm mà một bài nhạc là có triệu thằng trăm như hết. Chơi tới bới dù cái chí cả năm thì khả năng vẫn sánh như là vô bờ. Thứ tao chửi lũ rap vì tiền mà nó coi như cái bánh xe bò. Liên quan con cặc gì được rao Bắc Nam mà chúng mày cứ thích làm trò. Mấy thằng phò có điếc cũng phải nghe rè rè. Chứ sao để cho thích thể hiện mà ngu như chó giải nghĩa luôn nè. Nãy giờ tao đang chửi mày đó. Cuộc chiến xuất phát từ đâu khi Z và F đã làm chắc với ZVA. Chẳng phải là
là lũ đầu mát, chúng mày mở mồm chứ miền Nam tao à. Cái gì thì có thể mất chứ đó phải là danh dự và tôn nghiêm. Và sau mỗi cuộc chiến khẳng định vị thế của miền Nam này phải được tôn thêm. Chúng mày đa phần là bọn lũ mất chất thì bảo miền Nam tao học cái con cặc gì. Sống thật tí đi, căn bản là chưa bao giờ có chuyện chấm dứt sự kỳ thị. Tụi mày rap tụi không lọt tai, tụi tao rap cũng không lọt tai. Và bao quát under rap thì cái lũ mainstream nó nghe cũng đéo lọt tai. Trái lại khi chúng nó lớn sân thuyết giảng về tiền thì bằng lòng chúng mày gật gật với mấy con lật đật. Nếu có một lời để bật thì cứ cách mấy chú chứ thì đối với tụi tim chọc cho tụi tao đi. Rồi bây giờ đem chuyện quốc gia ra mà ngụy biện miền Nam tao chửi nghe rõ nè. Đủ mẹ chúng mày chứ đéo có để yên. Đem hết bản lĩnh của lũ rác rưởi chúng mày ra so sánh. Chẳng khác nào tao đem Phượng Hoàng trời Nam bắt nó ra đo cát với lũ vẹt mập mẹ màu mè. Dù có chét và lên lâu thì cũng chỉ là loài cầm sút, nên tao khuyên chúng mày nên câm họng á thì tốt hơn với mấy thằng cầm thú. Nhạc tụi tao biết là từ đam mê và đường phố là nơi phát xuất cán mốc là dư sức mà tung nhịp lâu đưa mày về lại nơi xuất phát. Tụi tao chiết máu và tâm huyết nuôi underground không ngại mất mát. Mai có chết về nơi đất cát thì đó sao cũng đã tung hoành một đời xứng đáng. Dù ngay từ đầu khi tao khơi màu chỉ bằng một phút chúng chỉ thiên, nhưng sự thật rõ ràng lần này tao chiến nếu phải chỉ riêng thằng nào. Đứa nào im thì cũng phải tức, mà càng lên tiếng thì càng ấm ức. Tao đã đợi nắm mọc cả tháng, bây giờ đến lúc đưa tay mà bớt. Coi bộ lần này bội thu cả tấn rác rưởi mà đem đi vứt, đổi lại cảm giác thăng hoa không phí công sức anh em bỏ ra hổn rài. Trong một bể chài lại vô tình chạm với con cá bột tên là cá CC. Anh nói nghe nè, luyện 10 năm nữa mày cũng đéo đủ sức mà phải PT. Một phần tao nãy còn có GBA nhưng ạc tuyết mới thì nó biến đi ra. Tao đã bảo cân nhắc vì nơi mà chú Di đi qua không có chỗ cho tụi bi hỉ xạ. Tao đéo khinh người và cũng đéo coi trời bằng buông, nhưng mày bắn mày đối chúng mục tiêu thì tao coi mày chỉ như dây thun thôi. Chiếc một cây biện luận lung tung bung ra sân bay rồi chỏ mỏ về sủa sản bụng làm giải chịu con giải cái mang. Chúng mày chỉ làm CPA thì mới nhục vô vàng. Nhớ lấy lời tao, những thằng mà chúng mày coi là ngôi sao cực sáng, đối với con đường nghệ thuật chân chính chỉ là cái ao lèo bèo sạn. Sau đó bổ bờ đông, sau đó bổ bờ tây, bây giờ sống ngay đất bắc. Khởi nghĩa âm binh thì cũng tập từ chinh, tụi tao thắng luôn chức sắc. Đối cái con cặc với em đồ hồ đồ ra câu đéo xứng. Ra cho đông tao khuyên mình hốt đồ vô vì các bố đây đéo hứng. Tao đá ỉa vào thứ chính nghĩa ba phải la mãi mà ông trời đéo chứng. Đất của mày có hái ra tiền rửa tao có chết cũng đéo muốn đứng. Nói tao sai 10 bài mày rap tạm tạm chi được có một, mày kêu tao nể được 10 tao cười được cho 9 phần tiếp tục dự cột. Và năm nay năm vàng năm bạc, tao làm mâm vàng mâm bạc thịt lũ cẩu tới trời đất đưa nó bị trở lại ngay vàng âm nhạc. Người ta nói mất cha còn chú, mất mẹ thì bú gì, vậy mày cứ rap cứ ra rồi đú mất chất thì bú gì. Biết tụi mày trình trò mà tao vẫn cứ rap thì căn bản là tao quá xá ngu, nhưng không rap cho mày ăn dép thì nó việc ngày mai bú cù. Thú ngu thì có quá nhiều, tỷ lệ nghịch lâm lân quy phụng. Bài này có thể tạm coi chỉ có sớ đưa tan, tao viết tặng mày cho có lúc khâm liệm.